Xin kính chào tất cả quý khách hàng, rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá chi tiết hôm nay. Em Huyền Kim lại xin phép lên sóng cập nhật báo giá một chiếc xe Toyota Vios. Chiếc xe này sản xuất 2019, phân khúc xe hạng B, số tự động, 5 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam, đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Xe chạy 4 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, lốp còn zin theo xe và lốp sơ cua chưa dùng tới. Em đang chào bán có giá là 515 triệu. Chất xe thì bên em bán ra có văn bản bảo hành, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn. Các bác, các anh, các chị quan tâm, yêu thích chiếc xe này, xin vui lòng là gọi cho em đến số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời các anh, các chị, các bác ghé về showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Với dòng Vios này thì cái form mới màu trắng nó rất là trẻ trung, nhìn cũng khá là bắt mắt. Và được cái nữa là độ giữ giá và tiết kiệm nhiên liệu thì của nó vẫn là một trong những cái dòng số xe dẫn đầu và được người Việt của mình ưa chuộng khá là cao. Tổng thành chiếc xe này còn rất là đều xe, màu trắng nhưng tỷ lệ sơn còn rất là mới, sơn zin theo xe còn rất là nhiều. Đấy, lốp lắp còn nguyên bản theo xe hết. Xe thì cũng đã trang bị xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, hệ thống đèn bi đầy đủ hết rồi, viền led xung quanh màu trắng ngọc trai nữa, nên là nhìn nó rất là khỏe và nhìn rất là trẻ trung luôn ạ. Còn theo xe đầy đủ. Về phần nội thất thì dòng Vios tự động form mới này thì nội thất là màu kem rồi. Xe chạy hơn 4 vạn ạ. Có đầy nổ thông minh start stop, có điều hòa tự động, có màn hình theo xe, có camera lùi đầy đủ. Đây, nội thất nó rất là mới luôn. Vô lăng cần số thì quá đẹp luôn ạ. Các bác có thể xem luôn giúp em Huyền Kim này. Xong này thì form dáng nó cũng được. Ok, với form mới của Vios thì không có gì để chê cả. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ dao động tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây. Khoang chứa đồ hành lý cũng khá là rộng rãi. Lốp còn nguyên bản theo xe đầy đủ. Cốp để đồ rất là rộng rãi luôn ạ. Xe cũng đã có cảm biến lùi phía sau, cảm biến chống va chạm đấy ạ, camera lùi. Em sẽ quay qua khoang động cơ để mọi người có thể nhìn thấy tổng thành của chiếc xe Vios. Động cơ 1.5 form mới. Em cam kết với các bác là máy nguyên zin, keo chỉ zin, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích và không bị nổ máy. Sơn vỏ mỏng tang luôn. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Vios. Sản xuất 2019, số tự động 1.5 bản G, bản cao cấp nhất của dòng Vios. Em đang chào bán tại showroom có giá là 515 triệu. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em, ấn nút theo dõi, ấn nút chia sẻ để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa.